Hôm nay em thanh lý những cặp lo còn lại bên kho hàng của em nha. Thì em đã phân theo cây này, 3 cặp 1 triệu, 3 cặp 1 triệu. Đầu tiên, đây, cặp màu đen, Banana Pioneer. Cây đầu tiên là cặp ở dưới là Pioneer C2, Banana BM37. Dưới cặp màu đen này, 3 cặp như vậy là 1 triệu nha. 3 cặp 1 triệu. Gói giấy 2 lớp. Nếu mà thêm nếu mà đóng thùng shop thì cứ thêm 50 ngàn, đóng thùng shop là thêm 50. 3 cặp 1 triệu. Cặp Pioneer này em bán lẻ không có 4-500 mà. 3 cặp 1 triệu rẻ bèo. Mấy cái này bán lẻ các anh mua 2 mà được 3 đó. Cái này tính ra mua 2 được 3 cặp 1 triệu. Thì đây là một cặp cái kem hút nè, kem hút này cũng nổi tiếng XG3 nè, chép đơm nè. Đây. Chép đơm nha. Kem hút. Tổng cộng 3 cặp này cũng 1 triệu. Cây thứ hai. Cây thứ ba này sáp C8 hay là K800 gì đây quên rồi, bắt lõm màu bạc cái gì rất là đẹp. Chép đơm luôn. Lo này cũng mất tiền nên là lo màu gỗ rất là nặng. Ba cặp tiếp theo, cây thứ ba cũng là 1 triệu. Cây thứ tư cặp Sony, dưới này là gì? Tối quá em nhìn không rõ. Ba cặp này cũng là 1 triệu và cuối cùng thì ở dưới đây là lo 3 đường tiếng. Đây. Cặp thứ hai là Bana, cặp thứ ba là tổng cộng là 3 cặp 1 triệu, 3 cặp 1 triệu. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 3 cặp 1 triệu mà em có 15 cặp. Thì các anh nào mua sỉ á, mua hết á thì em sẽ tính giá đặc biệt nha, 250 một cặp. Em bán hết, bán xô ngang là 250 một cặp cho các anh nào mua sỉ, mua số lượng, mua hết. Thì các anh cứ lấy 15 cặp mà nhân cho 250. Thì ra số tiền vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sỉ em bán giá lỗ rồi, rẻ bèo rồi nên vui lòng chuyển khoản đủ nha, 250 một cặp. Thì chuyển khoản đủ giúp em. Em sẽ gói giấy 2 lớp cho mình nha. Còn mua lẻ thì 3 triệu một cặp. Các anh có thể tùy ý chọn cái cây từ trên xuống dưới theo ý thích của mình. Còn các anh mua sỉ thì 250 một cặp phải mua hết. Chuyển đủ giúp em bên cái phần khách sỉ. Thì bây giờ em kết thúc lớp test. Các anh nào mua lo lẻ của mini, đây là lo lẻ của dàn bộ mini. Kích thước của lo mini bát thông thường là 10cm, bát bình thường là 10cm. Chiều cao của những cặp lo bình thường từ dao động từ 20 cho tới 25cm là chiều cao của mỗi cái lo. Đó là kích thước thông thường, còn nó thể chịch trọt hơn chút xíu. Còn chiều ngang của mỗi cặp lo là thông thường là 25-30cm chiều ngang một cặp lo. Tùy cái model thôi. Nhưng mà thì tùy mình chọn kích thước thôi. Đây là lo lẻ của dạng mini. Mình có thể mua về. Ở nhà mình có amply rồi thì mình mua lo gì mình ghép vô. Ở nhà mình có cần mua lo gì làm lo vi tính thì mình ghép vô. Thì đối với khách sỉ hay lẻ em đều bao gân hết. Khách sỉ hay khách lẻ em đều bao gân. Một gân là em thay thế miễn phí, tức là em bao gân, bao gân ok. Đối với khách lẻ em bao gân ok nè, bao hoạt động ok. Đối với khách sỉ em bao gân ok, bao hoạt động ok. Nhưng mà đôi khi đứt dây lo ngoài sau thì khách sỉ nối lại tiếp em. Tức là đôi khi mà hàng vận chuyển về cái đuôi nó cục cục á, cái đuôi của nó không được dài á, dây điện nó hay bị cục cục á. Thì mình cắt từ cái lo này qua lo kia mình nối thêm nha, nếu mà lỡ mà nó bị cục. Còn khách lẻ thì em nối dây lo dài ra cho mình sử dụng luôn. Còn tất cả thì em bao gân ok, bao lo chạy ok cho mình nha. Bây giờ em kết thúc cái clip test này, các anh mua lo thì liên hệ em.